Ngọc Anh là có cái trí tuệ là hơn người rất nhiều khi mà sở hữu cái mũi tên 369. Nó đã rất vốn dĩ nó đã rất là quá hiếm, thì cái trí tuệ có thể là có là cực kỳ là khác biệt. Không biết là cháu đã đi học thì có cái điểm số thế nào, nhưng mà chắc chắn sẽ là một trong những cái đứa bé rất là ưu tú ở trong cái lớp học của cháu. Thứ hai là lớn lên cháu sẽ là người làm việc có cái kế hoạch. Ở kế hoạch ở đây ấy, là cái kế hoạch mà nó rất là chi tiết và cụ thể. Đã có một trí tuệ khác biệt rồi, lại là có cái kế hoạch ở trong cái làm việc. Nhưng vì là cháu lại có cái số 4 là số đường đời, nên là sẽ là cái đứa bé mà làm việc là cái khi mà làm việc ấy, cháu là sẽ làm việc có cái kế hoạch, nhưng kế hoạch là rất là cụ thể, chi tiết và cái sự tỉ mỉ nữa. Cháu lại có cái số 22, số số vua, có một cái dự báo cho một cái tương lai rất là tốt đẹp mà của cháu Ngọc.